Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Người già công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Vâng, thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức một trung tá hải quân bị án tù gần 2 năm vì nhận hối lộ để mà viết những cái lá thư cho những người xin cái loại visa đặc biệt của chính phủ Hoa Kỳ tại Afghanistan để mà vào đây đó. Ông Jeremy Pittman thì Bộ Tư pháp trong cái hồ sơ ra tòa đó thì họ nói đương nhiên nhận hối lộ thì ổng phải bỏ tiền vào trong nhà bank, thì để tránh bị phát hiện nghi ngờ đó, ông này ổng cũng khôn lắm thưa quý vị, tại lúc đó ổng đang ở vừa Afghanistan mà vừa ở Hoa Kỳ nữa, cho nên là ổng bắt đầu ổng lập ra, ổng viết những cái invoice. Tại vì ví dụ đi, ổng làm ở trong hải quân thì ổng bơi giỏi, hay là ổng sẽ ghi là ổng mở một cái trường tư dạy tiếng Anh cho những người Afghanistan không biết được, ổng làm, ổng ghi invoice nhiều thứ để hợp thức hóa những cái số tiền ổng bỏ vào, cho nên một thời gian không bị phát hiện. Nhưng mà vì cái chuyện của cái tay cái người Afghanistan 27 tuổi này mà chính phủ Hoa Kỳ trong thời gian qua đó rà soát lại tất cả những cái đơn xin, và đặc biệt là những cái hồ sơ nào mà có những cái lá thư giới thiệu đó, thì chắc họ đặc biệt họ chú ý, cho nên cuối cùng họ đã dò ra cái ông Pittman này. Thì vốn dĩ ban đầu đó, phía công tố viên họ yêu cầu cái mức án rất là nặng cho cái tội nhận hối lộ của ông này, lên đến 45 năm tù, nhưng mà cuối cùng vào ngày hôm qua thì ông chỉ nhận cái mức án có 30 tháng tù thôi thưa quý vị. Và tin liên quan đến bầu cử, rất nhiều các bản tin ngày hôm nay. Thứ nhất là hôm qua chúng tôi gửi đến quý vị tin tức liên quan tới một người tấu hài đó đã xuất hiện trong Madison Garden ở tại New York, ủng hộ cho ông Trump. Thế nhưng ông lại có những cái lời đùa, mặc dù là lời đùa nhưng mà nhắm vào một chủng tộc, nhắm vào một người dân của một quốc gia nào đó, cho dù là lời đùa. Nhưng mà cái lời đùa này đưa ra trong cái thời điểm đang tranh chấp chính trị, phiếu bầu dữ dội, nhất là cần cái phiếu bầu của người Puerto Rican, có thể đồng nghĩa với Latino, bởi vì họ nói tiếng Tây Ban Nha, thuộc địa của Tây Ban Nha cũ và bây giờ là lãnh thổ của Hoa Kỳ, không phải là tiểu bang. Nhưng mà bất cứ ai sinh ra ở Puerto Rico vì lãnh thổ của Mỹ, cho nên họ là công dân Mỹ. Thế nhưng anh chàng tấu hài comedian Hinchcliffe này đã tuyên bố, ông cứ biết ngỡ là ở ngoài đại dương có một một núi rác đang trôi, hóa ra đó là Puerto Rico. Lời tuyên bố đó, và ngay ngày hôm qua đó thưa quý vị, bởi vì cái chuyện này nó xảy ra vào hôm Chủ nhật, nhưng mà sau ngày thứ hai và thậm chí đến sáng ngày hôm nay nữa vẫn tiếp tục, họ nói rằng cái lời mà ảnh hưởng tiêu cực á, nó lây lan như là lửa cháy vậy. Ngay lập tức thì ông Trump tuyên bố ngày hôm nay ông không biết cái tên này là ai. Ủy ban tranh cử của ông Trump cũng né tránh, họ chỉ nói ô cái lời đùa mà. Ngay cả anh chàng comedian này, anh cũng tuyên bố, quý vị không có biết đùa là gì hết, tôi nói đùa mà, thì tất cả là đùa. Nhưng mà cái đùa trong cái thời điểm vận động tranh cử, nếu như là anh xuất hiện trong một cái club ở New York đùa như thế thì chẳng ai nói tới. Bởi vì cái lời đùa liên quan tới người châu Á mắt hí, hoặc là người Tàu vân vân, người da đen, đại loại là như thế. Thì ngày hôm nay thưa quý vị, không những gặp phải sự chỉ trích lẽ đương nhiên của những người Puerto Rican ở New York rất đông, kể cả các vị dân cử của Đảng Cộng Hòa, những người ủng hộ ông Trump, và kể cả những cố vấn ủng hộ ông Trump cũng lên án cái lời tuyên bố này. Lẽ đương nhiên họ lên án cái tên tấu hài này, nhưng mà họ lên án luôn cái việc mà tại sao xuất hiện trước đám đông cả chục ngàn người mà có những cái câu tuyên bố miệt thị và kỳ thị. Đó là vấn đề miệt thị và kỳ thị. Ngay cả Đức Hồng Y Puerto Rico vào sáng ngày hôm nay
và các giới chức ở Puerto Rico, kể cả người giống như là thống đốc Puerto Rico đã kêu gọi ông Trump phải đưa ra lời xin lỗi chính thức. Thì có những nhà phân tích họ nói rằng điều này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến số phiếu bầu của cử tri. Những người chưa đi bầu đó, họ dự trù đi bầu vào ngày thứ ba thì sẽ gây ảnh hưởng lớn. Thực chất thì chúng ta chưa biết được cái tầm ảnh hưởng này sẽ như thế nào, nhưng mà báo chí tin tức thì họ loan cái bản tin điều này cho thấy rằng rất là tiêu cực. Ngay cả đài truyền hình Fox luôn ủng hộ ông Trump cũng đã đưa ra những cái tuyên bố chống lại lời đùa của tên Hinchcliffe này. Và ông Trump, họ bày tỏ đó, trong những người bình luận của đài Fox, họ nói rằng là họ lo ngại những cái tuyên bố như thế này đưa ra vào trước ngày bầu cử sẽ gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử, mà họ nói các cuộc thăm dò đang có lợi cho ông Trump. Trong khi đó, thưa quý vị, tại ba tiểu bang bao gồm Oregon, tiểu bang Washington và Arizona, đặc biệt là Oregon và Washington, đã xảy ra những cái vụ cháy các thùng phiếu bầu. Và chúng ta cũng thấy là một là quý vị có thể gửi qua đường bưu điện, hai là đến tận nơi có các thùng phiếu bầu này. Và đây là hình ảnh chụp được khi mà cảnh sát tới nơi, có người báo là họ thấy một thùng phiếu bị cháy ở tại thành phố Vancouver của tiểu bang Washington và một cái thùng phiếu khác ở Oregon. Riêng ở bưu điện Arizona thì cũng bị ảnh hưởng, không có, họ nói vài trăm, nhưng mà trong đó có chỉ có vài lá phiếu là bị cháy hỏng thôi. Tuy nhiên cái khó ở đây đó, cái khu vực này thì có những cái cử tri họ mang tới đây họ bỏ phiếu, thì cái khổ đây là không biết bao nhiêu phiếu bầu bị ảnh hưởng, chắc họ phải lấy ra để họ xem, và họ xem coi từng lá phiếu đó tên của những người nào trên cái lá phiếu này bị cháy. Thì cái người nhân vật là Bộ trưởng Nội vụ của tiểu bang Oregon và Washington ngày hôm nay kêu gọi các cử tri trong khu vực này, hoặc là những ai đã mang những cái lá phiếu đến đây để bỏ đó, thì nên xem lại để yêu cầu họ sẽ gửi lại một cái lá phiếu khác, hoặc là nếu không kịp thì đi, có thể đi bầu vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Vâng, nếu vì lý do trở ngại liên quan đến phiếu bầu, cái điều tốt nhất vẫn là ngày đi bầu. Và trong khi đó thì cơ quan tình báo Hoa Kỳ FBI, cái chuyện này họ đã đưa ra tuyên bố cách đây cũng cả vài tháng rồi, về những cái âm mưu mà trong đó conspiracy theories, thuyết âm mưu, mà đặc biệt những cái kẻ mà tin vào thuyết âm mưu có thể sẽ trở thành những cái kẻ phá hoại bầu cử nhất, thưa quý vị. Cho nên dựa trên những cái lời tuyên bố ở trên mạng, cái điều này cũng dễ dàng thôi. Họ, những người làm tình báo, những người làm những công việc mà đi săn lùng những cái kẻ muốn gây hấn, thì họ lên trên Facebook, họ lên trên X, họ lên trên Instagram, TikTok vân vân, để xem trên đó có những cái tên nào đưa ra những cái tuyên bố sai lệch hoặc là thuyết âm mưu liên quan đến đảng Dân Chủ tìm cách phá hoại ông Trump, hoặc là các cử tri ủng hộ cho ông Trump đưa ra các thuyết âm mưu để phá hoại bà Harris vân vân, rồi đưa ra những cái thuyết âm mưu liên quan đến những phiếu bầu, hoặc là tiểu bang này đa phần bỏ cho ông Trump bây giờ bị ảnh hưởng, hoặc là ở cái khu vực này bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ bây giờ bị ảnh hưởng. Nói chung á, là cả hai bên tin tức của cơ quan tình báo Hoa Kỳ đều nói rằng cuộc bầu cử này sẽ bị ảnh hưởng, cái điều đó chắc chắn. Ngoài cái việc Nga, Iran, Trung Quốc tìm cách gây hấn, can thiệp vào chuyện nội bộ bầu cử của Hoa Kỳ, nhưng mà người dân Mỹ, mà trong đó những người yêu thuyết âm mưu, họ dễ dàng tin vào những người lên trên mạng và đưa ra các thuyết âm mưu này. Thường thì họ nói rất là hay, họ nói ồ thế này thì đưa ra nghe thì rất là có lý, nhưng mà tất cả toàn là sai sự thật cả. Và thưa quý vị,
Cách đây hơn một tháng đó, thì chúng tôi đã gửi đến tin tức liên quan cái chuyện là những đứa trẻ, toàn là những cái đứa mà bị chết trong những cái trend hiện nay trên TikTok đó, dưới 16 tuổi không thôi. Nhưng mà chỉ trong vòng 2 tuần vừa rồi lại tiếp tục xảy ra hai vụ nữa, mà bây giờ đã có hai em chết. Một em đang trong tình trạng nguy kịch ở tại New York, khi mà các em này lại tiếp tục đu theo cái trend nó gọi là subway surfing, lướt ở trên tàu điện đó thưa quý vị. Thì cái vụ mới nhất là vừa xảy ra ngày 27 tháng 10, cách đây có 2 ngày thôi. Em gái, một em 14 tuổi Crystal Romero và một em 13 tuổi. Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này thưa quý vị. Wild Crab, nhà hàng dành cho gia đình đậm đà truyền thống quê hương, với cá kèo kho, canh chua mồng tơi, thịt kho quẹt, gà ủ rơm, đặc biệt có cơm niêu hay crawfish cùng hải sản tươi nhập từ Louisiana với hương vị đặc trưng, mac and cheese và các món trẻ em yêu thích. Wild Crab, nơi ký ức Việt Nam kết hợp ẩm thực Mỹ trên bàn ăn của cả gia đình cho mọi lứa tuổi. Hãy đến và trải nghiệm hương vị kỷ niệm đậm đà khó quên. Wild Crab, góc đường Westminster và Euclid, số điện thoại 657-210-4809.